Trong ngày đầu tiên ra quân của đội tuyển Việt Nam tại Olympic, Nguyễn Thùy Linh, vận động viên cầu lông đã có trận mở màn ấn tượng. Đối thủ của Thùy Linh là vận động viên sinh năm 1992, mang quốc tịch Trung Quốc và Pháp, Si Suefei. Hiện tại, Si Suefei đang thi đấu cho đội tuyển Pháp. Cô đang là tay vợt đứng thứ vị trí 41 trên thế giới. Trước khi tham gia trận đấu, Thùy Linh được đánh giá thấp hơn khi vị trí hiện tại của cô đang xếp hạng 49 thế giới. Tuy nhiên, khi vào xét đấu đầu tiên của trận đấu, hot girl của đội tuyển cầu lông Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về điểm số khi kết thúc xét đấu với tỷ số cách biệt 22-11. Sang xét đấu thứ hai, Thùy Linh tiếp tục giữ phong độ và khả năng xử lý tình huống, mặc dù ở những phút đầu tiên đã có lúc để đối thủ dẫn trước. Chung cuộc trận đấu, Thùy Linh giành chiến thắng trước đối thủ sau hai hiệp đấu với cùng tỷ số cách biệt là 22-11, mang lại chiến thắng đầu tiên trong bảng đấu của mình. Theo kết quả bốc thăm bảng đấu, các chuyên gia nhận định cơ hội đi tiếp của tuyển thủ Việt Nam là vô cùng khó khăn khi phải chạm trán trực tiếp với các đối thủ mạnh, đặc biệt trong đó có tay vợt Tai Tujing, Đài Bắc Trung Hoa, tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, giành chọn hai chiến thắng với đối thủ còn lại là Sabrina Jacquet Thụy Sĩ cũng là một thành công đối với cô gái trẻ sinh năm 1997. Thùy Linh chia sẻ, có rất nhiều người đã nhắn tin cho Linh, phần đông mọi người chúc mừng vì không phải ai cũng được gặp các tay vợt hàng đầu thế giới, nhưng cũng có số ít người lo lắng. Bốc vào bảng của Tai Tujing thì mạnh quá, khó quá. Ban tổ chức chia ra 14 bảng, nghĩa là chỉ lấy người nhất bảng. Linh nằm ở bảng nào cũng vậy, nếu nằm ở bảng khác thì cơ hội vẫn rất mong manh vì 14 tay vợt đó hầu như toàn là những tay vợt mạnh hết và chỉ lấy nhất bảng, nên nằm ở bảng nào thì Linh đều phải cố gắng.